Hello game. Rồi ôi, chúng ta hôm nay sẽ lại cùng nhau vẽ vời và chào cả chị em luôn. Trước khi anh em mình quẩy, tôi thật sự muốn nhờ mọi người hãy giúp đỡ tôi bằng cách là nhấn like cho video và đăng ký kênh Pop Pro nhá. Tôi sẽ comeback mạnh mẽ trở lại, nhưng rất mong là có được sự giúp đỡ của mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn game hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quẩy có tên là Just Draw. Đầu tiên, một con cá hồng đang buồn bã. Tôi nghĩ đây là một con cá và nó đang bị thiếu mất đi cái tình cảm của bạn trai. Thế nên là bây giờ tôi sẽ vẽ cho nó một người bạn trai ở đây. À, con game này hay nhỉ. Con game này nó còn hiện cả cái bút cho mình nhỉ. Đấy. Xoài ơi, tôi thề với các bạn luôn. Tiếp theo. Ây da, đây chắc chắn là hội người điếc Việt Nam rồi. Và tôi sẽ phải vẽ cho cậu ấy một cái tai để cho cậu ấy có thể nghe được. Và tôi nghĩ là anh em mình sẽ vẽ cho một cái máy trợ thính đi, kiểu kiểu của ca sĩ các bạn. Không đúng à, cái thế nhỉ. Lại nhá, nó bắt mình phải vẽ đúng cái tai các bạn ạ. Không vẽ linh tinh được. Đây, tôi sẽ vẽ một cái tai. Đấy, được chưa bạn ơi? Được chưa ạ? Đấy, trông hơi giống cái điện thoại nhưng mà nó vẫn nghe được. Ok, chân thối nên là không được đi tất. Nên đây là anh em mình bây giờ phải đi tất vào để tránh cái việc chân thối các bạn nhá. À không, anh em mình cần vẽ một cái giày. Tôi sẽ vẽ một quả giày cực đỉnh. Đấy, đây. Giày của các ca sĩ như bây giờ là nó phải có thêm cả một cái gót để nộn. Để nộn chiều cao ấy, các bạn hiểu không? Đấy, đàn ông chúng tôi là bây giờ cũng có giày cao gót nhá, đừng có đùa. Đang ở ngoài vũ trụ, đang chuẩn bị đăng nhập vào một cái thế giới mới thì lại bị thiếu oxy các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ phải vẽ cho nó một quả mũ bảo hiểm ở đây. Đấy, được chưa? Không hiểu kiểu gì bay ra ngoài không gian mà lại không đội mũ bảo hiểm. Cay. Vương miện. Nhà vua thiếu đi vương miện. Đúng rồi. Cũng không khác gì là anh em đàn ông chúng ta thiếu đi con. Thế nên ấy, là chúng ta sẽ cùng nhau phải vẽ thêm vương miện vào. Để đây, tôi sẽ vẽ quả vương miện này cho nhà vua nhá. Hảo An thì không giống à? Bọn này cũng chúng nó không nhận ra được cái vương miện của mình. Chết rồi, tôi vẽ giống kiểu nữ thần tự do, không biết là có chấp nhận không. Vẫn cứ ok. Ai à, thằng này không hiểu nó khóc cái gì. Rồi mà tôi phải nói với các bạn luôn, thằng này là siêu cao luôn. Cái rổ này cao hơn 3m mà nó có thể đứng với tay được như thế này, chứng tỏ thằng này phải cao 3m1, 3m2. Người khổng lồ à. À ok, thì tôi nghĩ là nó thiếu một quả bóng rổ ở đây. Các bạn thấy không, sau khi mà đạt được mục đích nhá, gương mặt của nó thay đổi ngay. Bây giờ tôi nghĩ là vẽ một quả sợi dây như này để cho thanh niên này có thể đu xuống. Trời ơi, cứu tôi. Ui không được à. Thế phải làm cái gì? À, vòi nước. Anh em mình phải vẽ vòi nước. Đây. Đây, nước. Ui vẫn không được à. Thế tôi sẽ vẽ một tấm đệm ở dưới đi. À, một cái một quả ghế. Cái tình yêu ở dưới để con này nó nhảy xuống để nó trượt. Không được à? Thế thì tôi sẽ vẽ một cái thang. Ok, tự trèo xuống đi con. Lại còn bắt mình vẽ đủ thứ ghế tình yêu như thế mà không nhảy xuống nhỉ? Phải, tôi nhảy xuống nhá. Cái gì đấy? À, vẽ cho nó một bên mắt kính đúng không? Ok à. Game của chúng tôi là game dành cho trẻ em nhá, bạn ơi. Tôi chết rồi, mặc quần áo vào. Tôi sẽ vẽ cho anh ấy một quả áo đi. Đây, một bộ quần áo. À, tiếp theo là một cái quần. Không thể nào mà lại đứng lại che trim như này được. Không thích à? Ok nhá, thì vẽ cho quả xịp nhá. Không biết đây là trai hay gái. Lúc đầu che vào tôi tưởng là quả hàng nó lại vĩ đại khổng lồ. Nhưng đến khi bỏ ra thì lại chả thấy cái gì cả. Không hiểu kiểu gì. Ôi, mùi thối quá. Thế tôi sẽ vẽ cho thằng này một quả vợt. Đấy, để làm gì? Để thằng này nó có thể là đập được mấy con ruồi này. Đấy. Không phải à? Thế chắc là phải vẽ giày cho nó rồi. Ok nhá. Ai chà, anh em mình ở đây là đi đào kho báu. Ở bên dưới này chúng ta có 3 sự lựa chọn. Sự lựa chọn đầu tiên của các bạn đó chính là đào được kho báu. Thứ hai là đầu của một anh bạn nào đó. Thứ ba là đào được cái món ăn ưa thích của một con chó nào đó. Anh em mình sẽ vẽ một quả máy đào đây. Bây giờ thời buổi hiện đại rồi đúng không? Anh em mình phải thuê xe đến để đào, chứ ai lại đào bằng tay. Đấy. Ok.
thấy chưa? Đấy. Ui, này con game này tính ra tôi thấy được con game này nó hơi ngu nhá. Đúng ra là tôi vẽ như này là phải chấp nhận ngay. Nào, anh em mình sẽ vẽ quả xẻng. Đấy. Ui. Ôi cái gì đấy? Được cái à? Đào ngay dưới stream là có hàng các bạn ạ. Thế bọn họ cũng biết. À ok, ở đây là anh em mình thiếu cái bánh xe thôi mà đúng không? Easy game, không phải à? Đây, easy game. Ôi giời ơi. Rót nước vào đĩa thì nó tràn ra là đúng rồi. Thế bây giờ anh em mình cần có một cái cốc. Ôi giời ơi. Quá là đơn giản luôn. Tiếp theo, chúng ta có dao, chúng ta có một cốc nước. Cái đĩa nó đang khóc. Thế tôi nghĩ là anh em mình phải cần phải vẽ một cái miếng xì tách. Đấy. Có phải à? À thế thì chắc là phải vẽ một cái dĩa. Đấy, đủ bộ đồ ăn mà đúng không? Trời ơi, what the hell? Bản này tôi chưa hiểu nó là gì các bạn ạ. Tam giác à? Ơ kìa. Thế tại sao lại là hình tam giác nhỉ? Nếu mà tôi vẽ hình chữ nhật thì có được không? Trời mưa rồi. À, mưa đã có ô, à, lạnh đã có khăn cảm cúm. Đã có tiếp vi. Mà chắc chắn cô bé này đi mưa về là sẽ bị ốm. Đấy, nó sẽ bị cảm cúm, bị cảm lạnh. Tôi sẽ vẽ cho cô bé này một vỉ tiếp vi. Rồi, uống thuốc và là sẽ khỏi nhé em gái nhá. Có phải à? Ok, thì tôi sẽ vẽ cho một cái ô. Cái gì? Đây là cái ô. Bọn này ngu quá. Hay là dù tôi vẽ xấu nhỉ? Đây, tôi sẽ phải vẽ cái ô tử tế một chút. Đấy, vòng lên như thế này. Đây, vẽ tử tế nhá. Đấy, được chưa? À, vâng. Nó có bắt mình vẽ đẹp. Ai làm cho chú khỉ khóc? Khỉ thì cần ăn chuối. Bây giờ tôi vẽ cho nó một quả chuối. Đây, tôi sẽ vẽ cho nó một quả chuối ở đây. Học đẹp. Quả chuối tôi vẽ đẹp như thế này mà nó còn không nhận ra đây là quả chuối ạ. Cáu nhờ. Thế tao vẽ cho mày cả cây chuối nhá. Đây, vẽ cho cả cây chuối luôn. Đấy, xuống chưa? Tự nhiên tôi cảm thấy nó khó vẽ. Ui đây rồi. À, thằng này không có dâu nên là nó buồn đúng không? Đúng, đúng. Ok bạn, tôi sẽ vẽ cho bạn quả dâu cháy nhất hội luôn. Đấy, dâu đen, dâu trắng phải gọi bạn là bố. À, không thích à? Ê, tôi sẽ đổi cho bạn kiểu khác nhé, kiểu quý ông lịch lãm. Các bạn không thích à? Ê, tôi sẽ cho bạn hai quả xoăn xoăn như này. Cái kiểu dâu này trông đều thực sự mà nó lại thích. Tôi cũng không hiểu kiểu gì. Con mèo đang ở trên cây. Đấy, mà nó đang bị chóng mặt rồi các bạn ạ. Nhìn cái nít con mèo nó trổng lên như này, tôi thực sự là muốn vẽ một cái gì đấy nó đâm nít con mèo như này. Nhưng mà tôi nghĩ đây cũng không phải là hành động đúng đắn. Chúng ta cần phải cứu con mèo nó xuống. Đó chính là tôi sẽ vẽ một cái rổ như này. Đấy. Ok. Đấy, để cho bé mèo vẽ nhảy xuống. Không thích à? Ok nhá, thì tao lại vẽ cho mày quả dây để mày đu xuống. Cũng không được à? Làm nào đây? Bây giờ vẽ một bàn tay ra hứng bé xuống nhá. Đây, đây là một bàn tay này. Đây là bàn tay nữa này. Đấy. Rồi, nhảy xuống anh đỡ. Không được à? Lại phải có thang à? Ai mèo lại đi thang bao giờ nhỉ? Nó chảy quá. Ôi giời. Vai trưởng ạ. À. Ok bro. Bạn chờ tôi tí mà để tôi vẽ đầu nhá. Không giống à? Tôi chết nhầm. Tôi vẽ đầu mà tôi lại vẽ nhầm thành cái đầu các bạn ạ. Để tôi vẽ cái khác. Ok nhá. Bây giờ anh em mình vẽ một quả đầu như này. Tiếp theo là có hai quả mắt. Đấy, đục một cái mũ. Luffy. Ok, Zoro đang cảm thấy quá sợ hãi vì Luffy bị mất đầu. XOO. Ok chứ, cái này dễ thôi mà. Rõ ràng là như này. Vừa nãy tôi cũng vẽ hình tròn mà nó hơi méo tí thôi. À, nóng. Tôi muốn tắt nắng đi. Đấy. Văn học luôn các bạn nhé. Nóng quá, người đỏ rồi. Anh em mình vẽ cho thằng này một quả ba lỗ đây. Đấy, áo ba lỗ. Không được à? Thế chắc tôi nghĩ là nó thích một cái áo dài tay hơn. Ok nhá. Đấy. Tiếp theo là con gà. Con gà đang ngủ này thì anh em mình cần phải gọi nó dậy bằng cách là vặt cho nó vài cái lá chanh để cho nó ngửi, cho nó quen mùi các bạn nhá. Đấy, lá chanh đây.
được chưa? Đúng không? Ok, thế thì bây giờ là để gọi con gà dậy thì anh em mình cần phải có mặt trời đúng không? Đấy, đây. Các bạn hiểu không? Mặt trời này là ngày xưa tôi rất hay vẽ. Đấy, easy game. Ngôi nhà đang khóc bởi vì thiếu mất cái cửa. Ôi giời, easy. Ôi. Ôi, đáng thương quá. Nào, bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau vẽ một gương mặt thật là đẹp trai nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, nhìn thấy cái kiểu tóc này là đã thấy đẹp trai đúng không? Good boy. Rồi. Kìa. Cay thế nhờ. Vẽ cái đầu đẹp trai thì chúng nó không thích thì lại cứ bắt mình phải vẽ cái đầu như này à? thất bại của tạo hóa. Thế con thằng này vì sao mày buồn? Thiếu dâu đúng không? Đấy, tôi biết ngay mà. Thế tại sao mày buồn? Thiếu dụng cụ lao động đúng không? Cho ngay quả xẻng. Nó không thích à? Nó cần cái gì nhỉ? Cuốc. À đúng rồi, cuốc. Cuốc. Ơ, không phải à? Hay là cái xẻng? Ui dồi, ghê bãi. Từ một đống đất, tôi có thể xây cho bạn một tòa nhà. Không biết ai xây được chứ quanh nhà tôi nhiều đất lắm. Ông già Noel đang buồn vì thiếu dâu. Không thích bộ dâu này à? Đây, tôi sẽ vẽ cho một bộ dâu thật cháy. Ok chưa? À, chết. Đây. Tiếp theo là dâu bên dưới. Không phải à? Cái nhỉ? Đây. Dâu xấu vãi. Nhìn như cái lưỡi. Ok. Bạn này đang cần một cái mũ đúng không? Tôi sẽ vẽ cho bạn một quả mũ của giới quý tộc nhé. Đấy. Tức à? Ok. Tôi thề tôi vẽ quả mũ xấu vãi trưởng. À, ở đây đang bị thiếu mất một cái bức tranh các bạn ạ. Ok, tôi sẽ vẽ một cái bức tranh khổ lớn ở đây. Đấy. Bên trong này có hình ảnh một người đang quỳ gối, đang tìm một cái món đồ gì đấy. Và tiếp theo đang có một người đứng đằng sau để hỗ trợ. À tôi chết, như này không được, như này không được. À, vẽ một ông mặt trời ở giữa. Ok ngay. Cây mầm. Tôi sẽ vẽ một cái bình nước để tưới nước vào. Này đây, đây đúng không? Ui. Nó còn bắt mình vẽ cả tia nước. Nó bắt tôi vẽ cả tia nước. Tại sao chúng mày lại cãi nhau vì một cái thùng? Cái thùng này thì nó cần cái gì nữa? Nope. Thiếu một cái bình hoa đúng không? Tôi không thích à? Hay là một bức tranh? Thường thì ở đây nó sẽ có một bức tranh đi. Thế tại sao chúng mày lại cãi nhau vì cái này nhỉ? TV. Một cái TV. Quay lại nhỉ? Tại sao chúng mày lại cãi nhau? Lại xem nào. Tôi có thể chắc chắn với các bạn là nó thiếu một cái TV ở đây. Cái TV này nó xấu hơn cái TV của tôi. Hay đây nó giống như một cái két sắt thì tôi cũng chịu đấy. Ai chà, 1, 2, 3, 4. Thằng cháu này ngu quá, phải tự học chứ. Một cái tất, một cái quần. Cái tất nó đã khóc. Thế chắc là nó cần mặt trời rồi. Đấy, để ánh nắng chiếu lung linh tỏa sáng. Đấy, đấy, ánh nắng chiếu. Đấy, chiếu chỉ vào một mình thôi. Không thích à? À, còn thiếu một cái tất nữa. Đây. Đẹp luôn. Ô kìa. Con game này buồn cười thực sự. Vừa nãy có một thằng không mặc quần, không mặc áo, người ta gọi là biến thái. Thế bây giờ lại có một em gái lại bị bay mất quả su chiêng. Ok, tôi sẽ vẽ cho em ấy một cặp kính nhá. Cặp kính này sẽ phản chiếu ngọn ánh nhìn. Chịu. À, cơ cướp biển. Mà tôi lại quên mất cái cách vẽ đâu lâu rồi. Sai. Đẳng cấp đấy. Macaron. Để đánh nhau với macaron anh em mình cần cây thánh giá đúng không? Đúng không nhỉ? Hay là củ tỏi nhỉ? Ui, đây rồi, đúng. Củ tỏi các bạn ạ. Củ tỏi. Cây thông Noel nó bị thiếu mất ngôi sao ở đây đúng không? Muỗi. Ui. Ok bạn nhá. Bạn có ước mơ trở thành một hải tặc không? Tôi sẽ biến ước mơ của bạn trở thành sự thật.
Đấy, tôi sẽ vẽ cho bạn một cái móc móc này. Cái móc móc này là bọn hải tặc nó rất là hay thích nhá. Đấy, kiểu thế. Nó không muốn đồng ý được các bạn ạ. Thế anh em mình phải vẽ bàn tay. Rồi, ok bạn. Tay hơi xấu nhưng mà vẫn dùng được. Level 40. Ui, tôi không hiểu thằng kiến trúc sư nào xây quả cửa lại cao như thế các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái cầu trượt xuống đây. Đấy. Anh em mình phải đổi mới tư duy mà đúng không? Bây giờ bước lên bằng bậc thì nó cũng mệt. Thà đi cầu trượt trượt tuốt phát xuống. Ok, nó không thích các bạn ạ. Không thích thì cố gắng leo đi nha. Ủa ôi, lông lắm chân thế. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải vẽ cho bạn không chỉ là một cái tất, mà tôi sẽ vẽ phải cả một cái tất lưới cho bạn luôn chứ đùa. Đây, anh em mình sẽ tô màu đoạn dưới này vào. Theo tôi vẽ lên đây. Đấy. Nó sẽ thành hình cái tất lưới. À, nhưng mà thằng này nó không thích đi tất lưới. Ok, dễ thôi. À, hội khoe đồng hồ. Ok nhá. Thế tôi sẽ vẽ cho nó một quả đồng hồ siêu nhân các bạn nhá. Đây. Tôi nhớ là ngày xưa mấy cái đồng hồ siêu nhân nó hay có kiểu nút bấm bấm như này. Đấy. Không được rồi. Được chưa? Chưa được, không thích à. À, đồng hồ bây giờ nó phải có cả kim giờ, kim phút ở trong nữa. Bé như này nó bố ai vẽ được. Ô kìa. Được chưa? Ôi, cáu thế nhỉ. Vẽ đến thế này mà mày còn không nhận ra đây là cái đồng hồ đấy. Game ngu à. Tôi nghĩ là phải vẽ như này mới đúng các bạn ạ. Thiên sư chúng mày. Ui, thiên sư. Nó vẽ như thế này nó mới đồng ý. Khác gì vừa nãy đâu. Ok bạn nhá. Xin lỗi vì đã vừa lấy đầu của bạn để trang trí cho cờ trên tàu của chúng tôi nhá. Xin lỗi. Để tôi vẽ bù lại cho bạn nhá. Bạn yên tâm, bạn cứ tin ở tôi. Đấy. Xoài ơi. À, cái thằng này trông quen. Nó đã xuất hiện ở trong phim Avatar. Hello. Đấy là tôi đùa như thế nhá. Phim Avatar tháng 12 năm nay sẽ ra mắt. Đấy. Cái tộc người ở trên đấy nó cũng xanh xanh như này các bạn ạ. Ok nhá, tôi sẽ vẽ cho nó một ngọn lửa thật là bùng cháy để nó không bao giờ cảm thấy lạnh nữa. Ok à, lửa đẹp thế mà không thích à? Được chưa? Khó tính. Level 45. Ok nhá. Hay nó đang dùng kính thiên văn nhưng nó chả nhìn cái gì. Tôi nghĩ là nó bị cận đấy. Tôi sẽ vẽ cho nó một quả kính vào đây. Ok. Không phải à? Được rồi, tôi sẽ vẽ cho nó một đúng rồi. Một quả thiên thạch to lù lù đang chuẩn bị lao xuống trái đất. Không được. Thằng này không thích à? Vẽ một ông trăng nhá. Ui. Ngắm thiên thạch rơi vào trái đất thì không thích, lại đi ngắm cái mặt trăng. Ngu thật. Rồi ok, và chắc là video này mình sẽ kết thúc đây. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong cái video Just Draw này. Và đây là một con game vẽ vời khá là vui vẻ. Anh em có thể tải nó miễn phí trên Google Play nha. Con game này thú vị nên là tôi chơi và chia sẻ được với mọi người. Cảm ơn vì đã theo dõi video này của tôi. Đừng quên nhấn like cho video để giúp tôi sớm đạt được 1,6 triệu người đăng ký bằng cách đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.